Hello, xin chào anh em. Vâng, đây là hai chiếc Redmi K40 và mình đã làm clip hướng dẫn anh em cách chạy ROM quốc tế rồi đấy. Thì có rất là nhiều anh em có nhờ mình là hướng dẫn các anh em chạy ROM EU. Và thực sự là ngày trước thì mình đã chạy ROM EU rồi và bị chết một cây, thế thành ra là mình không dám chạy. Đến thời điểm bây giờ thì ROM nó có nhiều bản cập nhật và mới ổn định thì mình mới hướng dẫn anh em nhé. Thì việc đầu tiên để cài được ROM EU chiếc máy này, tất nhiên là chúng ta phải unlock bootloader. Và cách unlock bootloader như thế nào ấy thì anh em xem lại clip hướng dẫn chạy tiếng Việt ROM quốc tế cho những chiếc K40 này thì chúng ta sẽ làm tương tự. Đó, thì ở đây là mình có một chiếc máy là hoàn toàn là chưa chạy ROM quốc tế đây này. Đó, chiếc máy này là hoàn toàn là chưa chạy ROM quốc tế, vẫn đang chạy ROM Trung Quốc nha. Và đây là chiếc máy này chạy ROM quốc tế rồi. Đó, thì cách chạy thì nó tương tự như nhau thôi. Đó, chiếc máy này chạy ROM quốc tế rồi nha. Đó, đây này. Đã chạy ROM quốc tế rồi, khách hàng của mình vừa để lại cho mình chạy. Thì các bạn cần chuẩn bị cái máy như thế và đã unlock bootloader rồi nhá. Cái này đã unlock rồi này, vừa unlock xong thì nó bây giờ đang báo kích hoạt bằng MinCloud này. Và chuẩn bị một cái cáp xịn xịn một chút đó, để chạy ROM EU. Và tất nhiên rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chiếc máy tính hệ điều hành Win 7 và có cái nối mạng phải nhanh nhé. Bởi vì ROM EU này sẽ down từ server ra ngoài và khá là chậm. Thế nên chúng ta phải có kết nối mạng tương đối nhanh một chút thì chúng ta mới có thể là ngon lành được. Thì việc đầu tiên bây giờ chúng ta cùng nhìn vào màn hình máy tính nhá. Đây này, chúng ta sẽ cùng nhìn vào màn hình máy tính nhá. Thì chúng ta sẽ vào lại cái trang Mi Firm MIFIRM ấy .net nhá. Đó, để biết được cái máy của mình có ROM EU hay không ấy thì bằng cách nó cũng mà trang Mi Firm mà đăng hết thôi. Đó, sau đó anh em vào cho mình là K40, gọi là K40 này. Đó, thì có 3 loại là K40 Gaming, K40 Pro hay là K40 Poco F3 Mi 11X ấy, thì chúng ta chọn cái này nha, cái dưới cùng nhá. Cái Alio ấy. Đó, thì cái đấy là cái đúng chuẩn, chúng ta đừng đau nhầm nha. Đó, thì cái ở dưới này, ở đây nó có cái là China ROM gồm 16 cái này. ROM quốc tế gồm 4 cái, EIA gồm 8 cái quốc tế và EIA để chúng chạy được. Indo này, India này, đó, Thổ Nhĩ Kỳ này, Nga này, Đài Loan này. Và chúng ta sẽ chọn ROM EU ở đây. Cái TVKRP này ngày trước dùng để chạy ROM EU thì bây giờ chúng ta không cần đâu, chỉ cần đào ROM EU được, bây giờ rất dễ rồi. Đào cái EU ấy nhá, chúng ta nên chọn bản mới nhất. Đấy, ở đây là 3.27GB nhá, và ở đây là LAN này. Đó, các bạn thấy là 3.27GB, em thấy là 3.27GB nó rất là nặng. Đó, và server đào server nước ngoài. Đây có 2 server là Android Firehawk và server là SoftFocker này. Đó, thì mình cứ chọn một trong hai cái nào nhanh thì mình giữ, đúng không? Đó, ấn vào LAN. Đây là trang web của Việt Nam. Đây, chúng ta nên chọn là server nào, Đức hay Mỹ, thôi cứ chọn Mỹ nha. Đấy, xem có nhanh hay không. Đó, anh em nhìn thấy nhá. Đó, nó mất cũng khoảng khá là nhanh ấy, lúc nãy báo mấy tiếng và bây giờ mất 15 phút. Thôi cùng đợi nhá, sau khi 15 phút chạy xong là chúng ta có thể là tiến hành chạy, rất là đơn giản nha. Đây nhá, đào xong rồi anh em nhá. Đó, mở ra. Đây là đang nằm ở trong cái folder download này thì anh em nên cho nó vào ổ C đi. Cho nó tránh lỗi nhỉ. Đó. Nhá, bây giờ chúng ta sẽ giải nén này. Gì? Ok nhá. Đó. Sau khi 15 phút đau xong và 5 phút giải nén là tất cả là mất 20 phút. Khi mà giải nén xong cái file ROM ấy thì chúng ta sẽ vào để chúng ta nhìn nhá. Nó có những cái file như này này. Chúng ta nhìn vào chuẩn có những file như này nhá. Đấy, và quan trọng là dưới cùng là có một cái file là Windows Fastboot. Đấy, cái file install bằng CMD này. Đó, cái quan trọng này. Bây giờ chúng ta không cần dùng gì. Chạy cái ROM EU là bây giờ chúng ta không cần dùng TVKRP và chúng ta chạy trực tiếp qua Fastboot thôi. Đó, nó có cái folder như này. Đó, anh em giải nén vào chuẩn như này nhá. Thì việc bây giờ là chúng ta sẽ vào cắm cái dây cáp vào máy tính. Thì ở ngay đây thì mình cũng khuyên cáo anh em là anh em nên chọn một dây cáp xịn xịn một tí. Phải chọn một cái dây cáp xịn xịn nhá. Và nên cắm vào cổng sau của máy bàn hoặc là lên dùng laptop thì tốt nhất, nó có pin. Thì trong trường hợp chạy ROM EU khá là nguy hiểm ấy, bởi vì trường hợp nhiều khi mà dây nó kém chất lượng nó sẽ đứt ngắt quãng hoặc là mất điện thì máy sẽ chết, máy sẽ bị break ấy. Đấy, lưu ý anh em là chạy ROM EU khá nguy hiểm như vậy nhé. Thì chúng ta cần chọn máy tính hay nguồn điện phải chuẩn này hoặc là dây cáp phải xịn. Đó, thì bây giờ chúng ta vào Fastboot bằng cách là chúng ta ấn nhỏ tiếng và nguồn cùng một lúc nhé. Cứ giữ nhỏ tiếng và nguồn cùng một lúc thôi. Đấy, giữ nhỏ tiếng và nguồn cùng lúc thì ở đây mình sẽ chạy cái màu xanh trước này. Đấy, cứ giữ thôi, khi nào nó hiện hình con thỏ đây con quàng là được. Đấy, nó hiện hình con thỏ đây con quàng nhé nhá. Nó sẽ cắm cáp đây. Và tất nhiên rồi, ở trên máy tính chúng ta phải cài driver đúng không? Thì ở đây là mình đã cài sẵn rồi. Đó, sau chúng ta ấn vào cái ở trên folder chúng ta ấn vào cái Windows Fastboot install này. Đó, ấn vào đây nhá. Ấn vào cái file này nhá. Lưu ý là file này chứ không phải file update nhá. Là cái file cài mới này. Đó. Sau đó cái ở trên màn hình nó sẽ hiện lên cái CVMD nó sẽ hiện lên như này.
thì chúng ta ấn vào y dài, chúng ta đồng ý nhá, yes nhá, chúng ta ấn y dài, chúng ta ấn enter này, đó, sau đó sẽ gửi vào máy này. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu flash rồi, bây giờ chúng ta phải giữ nguyên, không được tuột dây, không được mất điện, đó, phải cẩn thận nhá, nên sạc máy trên 50% để cho yên tâm. Thì cái này nó chạy sẽ mất khoảng tầm 10 phút, anh em kiên trì nhá, kiên trì chờ tầm 10 phút là nó chạy xong, máy tự động khởi lại là xong. Đó, bây giờ cài ROM EU rất dễ rồi, đó, như vậy, nó khác hẳn so với những cách ngày trước mình dạy anh em ấy, khác hẳn luôn. Đấy nha, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi nha. Bây giờ nó chạy tiếp đến cái bước 1/7, 3/7 này, 2/7 này, 4/7 này. Thì khi nó chạy xong cái bước 7/7 là xong ấy. Đó, rồi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi tầm khoảng 10 phút lên chờ đợi chứ, phải chờ đợi khi nào mà ví dụ như ở đây nó đang ở trạng thái như này này. Đó, nó vẫn nháy như này này, nó vẫn nháy như này. Đó, và trên điện thoại vẫn là phát bút như này thì chúng ta không được can thiệp vào dây nhá, đứt dây phát là chết luôn. Đó, lưu ý với anh em một lần nữa. Đó, thì cùng nhìn lại là cái trang web Bifirm này có rất là nhiều cái hay. Ở trên này chúng ta có thể xem được máy chúng ta có hay chưa. Bây giờ những cái máy thường thường 2021 ấy, như K40 Pro đây này. Đó, sẽ có file EU và không có TDLCAP và RP ở đây. Thì đa phần là nó chạy giống cách mình đang hướng dẫn này. Thế nên anh em nào mà đang có K40 Pro thì anh em có thể là download ROM EU và làm tương tự như mình nhá. Đấy, còn file ROM ngày xưa thì nó vẫn chạy qua TDLCAP này thôi. Khi anh em download về anh em giải nén ra mà nó giống cái dạng thái, trạng thái giống như này này. Đấy, trong folder như này thì chắc chắn là chạy bằng cách giống của mình thôi, bằng cái CMD rồi. Đó, chạy cái này thì hơi nguy hiểm một chút, phải kiên nhẫn chờ đợi thôi và phải cẩn thận với dây cáp. Mỗi thế thôi nha. À, 7/7 rồi. Đó. Đó. Đó, nó finish xong cái bước này mất 193 giây rồi. Đó, 7/7 xong nha. Chờ tiếp nó cứ chờ thôi, chờ khi nào khởi động lại thôi. Nên kiên nhẫn nha. Đó, bây giờ nó xóa hết dữ liệu này và tiến hành factory reset này. Đó, hoàn toàn tự động hết, chúng ta không phải thao tác bằng tay một cái gì cả. Giống như chạy ROM quốc tế thôi. Đó, ok, bây giờ máy đã tắt và sẽ khởi động lại như này nhá. Đó, máy mà cứ đen xì là chết rồi đấy nhá. Là anh em đào sai ROM ấy, anh em cẩn thận nhá. Máy phải khởi động lại như này thì mới sống. Đó, thì bây giờ chúng ta cùng chờ đợi nó khởi động lại thì nó mất tầm khoảng 10 phút ấy. Thì bây giờ mình sẽ chạy luôn cái thứ hai, mình hướng dẫn anh em lại lần nữa nhá. Bây giờ anh em sẽ ấn cho mình nhỏ tiếng và nguồn cùng lúc để vào phát bút con này này. Đó, ấn nhỏ tiếng cùng nguồn cùng lúc nha để vào phát bút nha. Thì cứ cắm cáp vào đấy. Đó, cứ giữ rồi, sập này. Thì con thỏ này được nhá. Mình cứ dẫn lại nhá. Đó, ok. Điện thoại này. Thì bây giờ chúng ta lại vào nhìn lại cái folder này. Chúng ta nhìn lại nhá. Nó gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mục. Thì ở đây là cái mục update thì chúng ta không nên chọn nhá, bởi vì khi chúng ta update ROM chúng ta nên chọn thôi, còn nếu bây giờ chúng ta cài mới chúng ta nên chọn cái cài đầu tiên nhá. Đó, Windows này, Fastboot này, First Install này, đó, cái này là sẽ mất hết dữ liệu. Cái này là format data mất hết dữ liệu của trên máy và như trạng thái máy mới. Chúng ta nên chọn cái này nhá. Đó, mình nhìn lại, các bạn nhìn lại nhá. Thì ở đây nó hỏi có chạy không thì chúng ta y là yes nhá. Đó, no này nó sẽ thoát ra, y đấy, chúng ta ấn enter này. Đó. Xong rồi cài. Đấy, thấy không? Là cách cài rất đơn giản thôi. Cái cài nó dễ như là chúng ta cài quốc tế vậy, chứ không cần cài qua recovery hay TWRP hay gì cả. Đó. Bây giờ ROM EU đời mới 2021 thì đều dễ như vậy nhá. Đây, ở đây thì nó đang ở cái trạng thái riêng MIUI này. Cái này sẽ rất là lâu nhé, mà mọi người lại cứ tưởng là cái bước này nó bị treo. Bản thân mình đầu tiên cài vậy, bởi vì cái này nó mất 10 phút mới xong. Nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn, bởi vì cái này không bị treo đâu, cứ chờ để cho nó lên là được. Đó, nhiều người lại cứ tưởng nó treo khởi động lại hoặc là cài lại nó mất thời gian ra, rồi nhiều khi chết máy. Cứ kệ nó nha. Đấy, cứ đợi nó khoảng tốt nhất là cứ đợi khoảng 15 phút đi. Máy ông nào chậm thì tầm 15 phút, mà không được thì hãy chạy lại nhá, cứ đợi thoải mái. Ok nhá. À, khi khởi động xong thì MIUI 12.5 đó. Tất nhiên là bản EU này chúng ta sẽ có đầy đủ tiếng Việt. Đúng không? Sẽ rất là đầy đủ này. Đó. Và cái bản này thì nó sẽ khắc phục hoàn toàn những cái cơ bản, ví dụ như là cái ghi âm cuộc gọi ở phiên bản quốc tế thì nếu mà anh em bật ghi âm cuộc gọi thì nó sẽ thông báo cho người nghe là cuộc gọi đã bị ghi âm. Thì nhiều khách hàng bên mình ấy hoặc là nhiều người sẽ không thích cái vấn đề đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái ROM EU này thì nó sẽ không bị tình trạng như vậy. Và chức năng của nó thì gần như là ROM gốc của China. Mặc dù mà nó hơn cái là nó sẽ có tiếng Việt. Đấy, cái lợi thế của cái ROM EU như vậy. Thế là rất là nhiều anh em thích cái ROM EU này nhá. Đây rồi, hình như là chiếc máy này cũng vừa chạy xong luôn. Đó. Ok. Đó. Đó, vừa chạy xong nha. Đó. Thì cái bước cài ROM EU thì rất đơn giản thôi. Có một lưu ý với anh em là anh em phải chọn một cái cáp xịn xịn một chút. Tốt nhất là nên dùng cáp theo máy. Và chọn máy tính có đường truyền mạng cao, và cái máy tính đấy lên là cái chiếc laptop, bởi vì sẽ không xảy ra trường hợp bị sụp nguồn. Khi chúng ta download thì chúng ta không có dùng internet nữa, không quan trọng, đúng không?
nhưng mà chúng ta nên chọn được máy tính mà nó tốt tốt một chút và nên cắm cổng đằng sau, đường truyền ổn định thì chúng ta sẽ không bị thương hại chết máy, bởi vì ngày xưa mình đã làm ROM EU này và bị chết là mình không dám làm clip hướng dẫn anh em. Đến bây giờ ROM nó ổn định rồi, nó chạy qua bước này rồi, rất ổn định rồi thì mình mới dám làm clip hướng dẫn anh em như này. Anh em thấy xem clip này mà thấy hữu ích và hay thì anh em nhớ cho mình một like để ủng hộ, chia sẻ cho mọi cùng xem và subscribe kênh YouTube nhá. Có MLM để đón chào những clip mới nhất, hướng dẫn chọn mua và hướng dẫn cách cài đặt cho anh em. Vâng, cảm ơn anh em xem clip, chào và hẹn gặp lại nhá.